Chào Mikel, ông cũng vừa ăn mừng sinh nhật nhỉ? Không biết giai đoạn nghỉ vừa qua đã thế nào cho ông? Kỳ nghỉ đã rất tốt, sinh nhật cũng đặc biệt nữa, vì số lớn hơn rồi. Và tôi cũng đã có thời gian để bên cạnh mọi người ở câu lạc bộ, bạn bè và gia đình mình, cho nên nó rất tốt. Như vậy Arsenal đã đá giáo hữu với đội B của Brentford không rồi. Ngoài kết quả, thì ông hài lòng với điều gì nhất? Vâng, sự thật ở đây đó là chúng tôi đã có thể cho vài cầu thủ của mình, những người ít được ra sân vừa qua, lấy lại cảm giác bóng, giữ đẳng cấp, trình độ và cả khả năng cạnh tranh. Nó khác hẳn việc từ chia đội để đá. Chúng tôi có cơ hội để làm chuyện đó hôm rồi. Nó thật tốt. Lúc này nói đến trận đấu tới, ở lượt đi thì đã có kết quả hai đều đầy hấp dẫn, nhưng nó đã rất vất vả cho Arsenal nhỉ thưa ông? Vâng, chúng tôi đã ghi bàn vào phút cuối, nên nó đã là một trận đấu vất vả. Chúng tôi đã có những lúc chơi thực sự tốt, cũng như đôi lúc vất vả, khó khăn. Vì thế chúng tôi đã nhận hai bàn thua rất tệ, khiến suýt chút nữa mất điểm và mọi thứ đã trở nên thực sự khó khăn. Để nói thì Palace đang chơi thực sự tốt, đặc biệt là ở trên sân nhà. Cả đội ngũ huấn luyện của họ cũng đang làm rất tốt công việc. Chúng tôi biết họ sẽ đá ra sao ở sân nhà của họ. Nói về huấn luyện viên của Palace là Patrick Vieira, thì trong tuần rồi, ông ấy đã được bình chọn vào ngôi đền huyền thoại của giải Ngoại hạng Anh. Ông nghĩ sao? Liệu Vieira xứng đáng không? Chà, nó hẳn là một thành tựu cực lớn. Bạn sẽ phải rất đặc biệt để được đề cử vào danh sách đó, và tôi nghĩ Vieira xứng đáng. Sau những gì đã làm cho bóng đá Anh, cho Arsenal và cho cả nền bóng đá. Câu cuối cho tôi, để nói thì Arsenal đang đứng thứ tư lúc này. Liệu ông sẽ muốn nói điều gì đó với các cầu thủ về cuộc đua? Ông có thông điệp gì không thưa ông? Tôi sẽ gặp tất cả các cầu thủ hôm nay, chỉ muốn giúp họ tập trung lại, vì rõ là trong quá trình tập trung tuyển quốc gia, họ đã được yêu cầu làm nhiều thứ khác biệt, vai trò khác và sức ép cũng khác. Với vài người, khi đó cũng chỉ mới là kỳ tập trung tuyển đầu tiên, do đó nó có nhiều cảm xúc, cũng như có thể khiến họ kiệt sức. Tôi sẽ cần đảm bảo mọi người đều khỏe để hướng về những thử thách trước mắt. Chào Mikel, đầu tiên tôi muốn hỏi về vấn đề thể lực. Saka thế nào rồi? Cả Ramsdale nữa. Saka đang cảm thấy ổn. Cậu ấy tập luyện hôm nay rồi. Nếu cậu ấy vẫn cảm thấy như vậy, thì có lẽ sẽ trở lại sớm. Còn Ramsdale thì hơi nghi ngại. Cậu ấy vẫn chưa thấy ổn. Ramsdale chưa thể tập luyện trở lại, cho nên chúng tôi không biết liệu có thể ra sân vào thứ hai hay không. Lúc này đến với những vấn đề khác liên quan đến Arsenal. Chúng ta có câu chuyện ở đây, đó là năm sự thay đổi người. Ý kiến của ông về nó là thế nào và liệu tại sao nên làm vậy? Tôi rất vui là sau cùng chúng tôi đã thống nhất được quy chế chung với cả châu Âu. Giờ thì chỉ cần quan tâm đến chuyện sử dụng và tận dụng nó thế nào. Sẽ có những sự thay đổi vì nó mang đến nhiều cơ hội hơn. Tôi nghĩ trận đấu sẽ có sự thay đổi cả về mặt chiến thuật. Còn thì điều quan trọng nhất đó là chúng tôi có thể sử dụng nhiều cầu thủ hơn. Chỉ cần đừng khiến trận đấu chậm hơn. Tôi nghĩ chuyện này tốt. Nó giúp các cầu thủ có cơ hội ra sân. Đó là điều họ muốn có được. Chào Mikel, tôi lại muốn hỏi về Tomiyasu. Liệu đã bình phục sung sức chưa? Tôi nghĩ sắp rồi. Cậu ấy đang tập luyện được nhiều hơn từng ngày. Cậu ấy sẽ có thêm những buổi tập tuần này. Còn thì phải chờ xem mọi chuyện ra sao. Chấn thương đó là sao nhỉ? Vì thường không phải nghỉ lâu như thế. Sao nó mất nhiều thời gian vậy? Gặp vấn đề gì sao? Đó là do cậu ấy bị tái phát chấn thương. Nó ở chân khác. Điều rất lạ và khó để đoán định. Tommy đã gặp nhiều vấn đề trong vòng 2 năm qua, từ Covid cho đến số trận rất nhiều phải thi đấu. Việc làm quen với một giải đấu mới để căng thẳng thế này tiếp tục là một điều hoàn toàn khác biệt. Cho nên chúng tôi có rất nhiều lý do thích hợp để cẩn trọng như vừa qua. Để hy vọng cậu ấy sẽ không tái gặp tình trạng này, bởi vì cho cá nhân Tommy, mọi chuyện đã rất khó khăn. Tiếp đến để hỏi, thì Arsenal đang chơi rất tốt ở việc phòng ngự phạt góc, chưa nhận bàn thua nào từ đầu mùa. Phép màu nào đã giúp đạt được như vậy thưa ông? Mọi chuyện chúng tôi làm trong tấn công hay phòng ngự đều là chuyện của cả đội. Mỗi cá nhân có vai trò của mình, mọi nhóm cũng có vai trò riêng. Còn thì cả đội sẽ phải giữ được mức độ tập trung, quyết liệt nhất định, cũng như nắm bắt được những thứ có thể xảy ra, cố gắng để tránh nó. Nhưng hẳn phải có dấu ấn lớn của việc tập luyện nhỉ, vì thành tích đó rất nổi bật, khi không thua bàn nào. Mỗi giai đoạn của trận đấu, chúng tôi đều cố gắng tập luyện, chuẩn bị cho nó, để cải thiện, đạt mức độ cao nhất. Còn thì rõ, tình huống cố định là điều quan trọng cho bóng đá hiện đại để chuẩn bị rồi. Để nói thì trong giai đoạn qua, sau trận đấu với Aston Villa, đã có bàn tán về cách Arsenal ăn mừng chiến thắng. Liệu ông sẽ có phản hồi gì đó về chuyện này không, khi vài cầu thủ chê bai?
Tôi không bảo các cầu thủ của mình phải ăn mừng ra sao. Tôi nghĩ đó là chuyện tự nhiên từ họ. Rất tuyệt khi tôi thấy họ ôm lấy nhau, tận hưởng niềm vui cùng nhau, chia vui cùng các khán giả, những người đã đi xa với chúng tôi để xem trận đấu vào giữa ngày, thể hiện thái độ đáng có với sự cổ vũ đó. Với tôi, nó rất tuyệt. Hẳn là nó phải vậy. Khi thắng thì cảm xúc luôn luôn tốt nhất nhỉ? Hoàn toàn là như vậy. Tôi nghĩ khoảnh khắc đẹp nhất cho mỗi cầu thủ là lúc sau một chiến thắng, bầu không khí có được cùng các đồng đội. Họ phải ăn mừng. Tất nhiên phải vậy. Tiếp đến chuyện, thì trong tuần qua, Saka được cho là sắp gia hạn hợp đồng mới. Liệu nó có thực sự như vậy? Và ông có hy vọng gì về chuyện đó không? Chúng tôi đang cực kỳ vui với Saka, vui với sự phát triển của cậu ấy, với những điều Saka đem lại cho câu lạc bộ và tập thể. Còn thì rõ là chúng tôi sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến chuyện hợp đồng ở đây, nhưng chúng tôi thực sự vui với cậu ấy. Một trận đấu quan trọng thứ hai tới, trận đấu cuối cùng của vòng, liệu nó sẽ là lợi thế gì đó trong cuộc đua top 4, nhất là trước Tottenham Hotspur khi có vẻ rất xích sao? Chúng tôi sẽ tập trung vào những điều mình có thể làm thôi. Đó là điều duy nhất mà chúng tôi có thể kiểm soát. Vì xem qua TV, chúng tôi cũng có thể có vui mừng và cả thất vọng nữa. Không thể làm gì hơn. Điều chúng tôi có thể làm, đó là thắng các trận đấu, điều cần làm được để đạt mục tiêu. Nói về trận đấu với gà trống Arsenal sẽ phải đá. Hôm trước khi tôi nói chuyện với Conte, ông ấy khá bực bội về chuyện đó khi nó bị giờ lịch. Liệu có những ông có muốn trận đấu diễn ra sớm hay là trễ hơn như giờ? Tôi không nghĩ chúng tôi có lựa chọn. Vì thế, bất cứ khi nào ban tổ chức quyết định thì nó sẽ là điều hợp lý và là thời điểm chúng tôi sẽ phải thi đấu. Hôm rồi với tuyển U21, Balogun đã ghi 3 bàn sau 2 trận. Lúc này thì đang ở Middle Pro. Liệu ông có đang theo dõi sát sao anh ấy? Vì hẳn Arsenal sẽ phải tìm kiếm tiền đạo cho mùa giải mới, trong khi tình hình Nketiah và Laka thì chưa rõ ràng. Tôi nghĩ Balogun đang làm những điều cậu ấy cần làm và chắc là chúng tôi đáng ra phải giúp cậu ấy sớm hơn. Chỉ là nó luôn khó khăn để xác định thời điểm nào là tốt nhất. Nhưng giờ cậu ấy đang được chơi bóng nhiều hơn, thi đấu trong một sơ đồ khác hơn, thậm chí đôi lúc là những vai trò khác trước một huấn luyện viên khác, và đó là một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời. Chúng ta có thể thấy cậu ấy đang phát triển ra sao. Nó giúp chúng tôi biết nhiều điều, giúp chúng tôi có thêm thông tin về điều gì cần làm tiếp theo để giúp cậu ấy phát triển tiếp. Bởi vì Balogun đã tiến bộ nhất định và chúng tôi muốn cậu ấy là một phần của tương lai. Ông luôn có niềm tin về năng lực của anh ấy nhỉ? Ông đã rất mạnh mẽ trong việc đàm phán hợp đồng khi trước, khẳng định việc muốn giữ Balogun lại. Trong tuần qua, thì anh ấy đã chia sẻ là U23 không phải là đội phù hợp cho mình và việc ra sân ở giải đấu chính đang giúp học được rất nhiều điều. Ông nghĩ gì về chia sẻ này? Bước tiến đó chỉ là đã quá lớn cho cậu ấy để có thể ngay lập tức đã ở giải ngoại hạng. Vì thế, nó sẽ không công bằng cho Balogun trước thử thách đó, cho nên cậu ấy sẽ cần chạy đà. Cậu ấy cần được ra sân. Balogun cần trải qua thêm những thời khắc thăng và trầm. Cậu ấy cần có khả năng để thích nghi, khẳng định bản thân trong phòng thay đồ. Cần phát triển những điều quan trọng để chơi ở đẳng cấp cao nhất. Tôi nghĩ cậu ấy đang làm được tất cả thực sự tốt. Một vài câu hỏi nữa cho tôi. Tuần qua ở nước Anh, ghi nhận trường hợp Harry Maguire bị chế giễu bởi một bộ phận người hâm mộ. Chuyện đã từng xảy ra với Saka hay vài cá nhân khác. Nói về chuyện này, theo ông khán giả có cần phải luôn cổ vũ động viên, hay đôi lúc họ cũng được thể hiện sự không hài lòng của mình? Rõ thì người hâm mộ có quyền tự do để thể hiện điều họ muốn, nhưng nếu hỏi ai đó rành về bóng đá, làm sao để giúp một cầu thủ chơi hay nhất, thì hẳn sẽ cực kỳ hy hữu nếu một cầu thủ lại có thể chơi hay hơn khi bị chế giễu. Đó là điều mà chúng ta ai cũng có thể đồng ý với nhau. Cho nên, nếu muốn có những điều tốt nhất cho câu lạc bộ, cho tuyển quốc gia, rõ ràng chuyện đó sẽ chẳng giúp ích gì cho cá nhân cầu thủ và cả tập thể cả. Câu hỏi cuối cho tôi, về chuyện bốc thăm World Cup vào hôm tới, ông sẽ chờ đợi kết quả tốt cho Tây Ban Nha hay cho tuyển Anh đây? Tôi là người Tây Ban Nha mà, ai cũng biết chứ. Nhưng rõ thì cảm xúc và sự trân trọng của tôi cho nước Anh là rất nhiều, cho nên tôi luôn luôn cổ vũ cho tuyển Anh nữa, nhất là khi chúng tôi có nhiều cầu thủ ở tuyển. Chào Mikel, vừa qua thì Saka đã không thể đá cho tuyển Anh. Liệu lúc này anh ấy đã khỏe và bình phục hết chưa? Liệu ông sẽ cho thêm thời gian để nghỉ ngơi hay sẽ dùng Saka ngay lại đây? Tôi không biết liệu cô ấy có thể ra sân hay không. Đôi lúc cầu thủ đạt phong độ tốt, chúng ta không muốn dừng họ lại. Nó là vậy đó. Cậu ấy đã dính Covid, chúng tôi đã phải giữ lại không cho lên tuyển. Saka đã có thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Nhưng cậu ấy sẽ tập luyện trong những ngày tới để lấy lại phong độ như cũ. Hẳn thì sau từng trận sẽ có nhiều điều được học tập.
Được biết, thì sau trận đấu với Villa, Saka chia sẻ rằng anh ấy muốn được bảo vệ nhiều hơn từ trọng tài. Liệu đây là điều đúng đắn hay chỉ đơn giản là kinh nghiệm đáng có? Tôi nghĩ Saka đã cho biết là cậu ấy chẳng phàn nàn gì, chỉ là cậu ấy muốn có được sự ổn định hơn trong công tác của trọng tài. Người duy nhất có thể bảo vệ các cầu thủ là trọng tài, bởi vì ông ấy giữ gìn đẳng cấp của trận đấu, giữ mức độ va chạm thể chất, liệu được phép hay không. Tôi nghĩ chúng ta phải bảo vệ mọi cầu thủ hay nhất của mình, đó là điều thuộc quyền của trọng tài, chỉ vậy thôi. Lúc này, hãy nói đến Ben White. Theo vài cuộc trò chuyện của chúng tôi, thì Ben White cho rằng sự đoàn kết, đồng lòng ở Arsenal lúc này là điều tương đồng với điều anh ấy có được ở tuyển Anh. Nói về chuyện đồng lòng ở Arsenal lúc này, nó có tầm quan trọng ra sao cho cả mùa giải đã qua? Với tôi, đó là điều thiết yếu, là nền tảng, là xi măng cho mọi điều muốn xây dựng. Sau đó thì chúng tôi cần các cầu thủ của mình, cần năng lực của họ, cần sự thấu hiểu. Chúng tôi cũng cần ban lãnh đạo và người hâm mộ đồng lòng cùng mình nữa, cần có sự ủng hộ, cổ vũ. Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng làm. Còn thì tôi rất vui mừng khi Ben White đang cảm thấy hứng thú với những điều ở đây và cả tuyển quốc gia. Nó là tín hiệu tốt. Chào Mikel, có tin rằng người đồng đội cũ của ông là Santi Cazorla đã được liên hệ một vị trí trong ban huấn luyện của Arsenal. Liệu đây là sự thật không thưa ông? Tôi chưa từng trao đổi gì về chuyện này với Santi. Nhưng tất nhiên, nếu hỏi ai ở Arsenal về Santi Cazorla hay cả các fan, thì họ chắc sẽ đều nở nụ cười trên mặt. Cậu ấy vẫn đang còn thi đấu, cho nên tôi không biết điều cậu ấy muốn làm là gì. Nhưng tôi chắc là nó vẫn liên quan đến bóng đá, vì tôi hiểu Santi. Thế ông gần đây có nói chuyện với anh ấy về bóng đá không? Tôi đã nói chuyện với cậu ấy hôm sinh nhật, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện đó. William Saliba đã có trận ra mắt tuyển Pháp. Liệu ông đã nói chuyện với anh ấy lần nào từ hôm rồi chưa? Tôi chưa nói chuyện với Saliba từ hôm rồi, nhưng rõ thì chúng tôi đều nắm bắt rõ điều cậu ấy đang làm và đang phát triển ra sao. Cậu ấy vẫn là cầu thủ của chúng tôi và chúng tôi thực sự vui với quyết định chúng tôi đã làm. Saliba đang được thi đấu thường xuyên, trải nghiệm hơn, có trách nhiệm hơn. Sự trưởng thành ở độ tuổi của cậu ấy thế này là điều mà chúng tôi đã không thể đảm bảo vào đầu mùa. Nó khiến những gì đang xảy ra thực sự hợp lý. Chúng tôi rất vui mừng thấy cậu ấy tiến bộ như vậy.